Con thấy rất là vui và rất là kiểu như là vui vì khi mà con chạy xong á thì ai cũng cổ vũ con, ai cũng động viên con hết, nên là con rất là vui khi mà chạy được về đích. Dạ thưa chú, là khi bơi mặc dù sóng nó có hơi mạnh chút xíu nhưng mà bơi vẫn rất là được nước mát. Còn về cái phần đạp xe á thì đường rộng, cảnh cũng rất là đẹp mà nó cũng không nắng quá nên là con đạp rất là thoải mái. Còn về cái phần đường chạy thì khi mà con chạy á là nó cũng không nắng quá, mà nhiều khi con đang chạy thì gió nó cũng lướt ngang qua, nó cũng rất là mát, nên là không có cái kiểu như là khó chịu hay là mệt khi mà con tham gia đường đua. Mình thì đã gia đình đã tham gia cũng thể thao đã nhiều, nhưng mà khuyến khích cho con cái tham gia đó là mới là cái điều mình muốn hướng tới. Cho nên Ironman Iron Kids lần này là một cái thích hợp để cho bé rèn luyện thể thao và để tăng cường sức khỏe. Ngoài cái việc học ra thì rèn luyện thể thao rất là bổ ích vì khuyến khích con cái rời xa những cái thiết bị điện tử, và cũng nhờ đó thì cũng bé thể lực sức khỏe của bé tăng lên rất nhiều. Mình cảm nhận được Ironman đối với người lớn nó là một cái thử thách rất là khắc nghiệt rồi, và Iron Kid đối với con nít nó là một khái niệm ban đầu để bé hiểu về cái ba môn phối hợp là như thế nào, và cũng là định hướng cho con có một cái lối sống vận động. Mình muốn là bé không chỉ là coi đó là một cuộc thi mà nó sẽ là một cái lối sống và bé sẽ duy trì thường xuyên, không chỉ tốt về sức khỏe mà còn cả về nghị lực, và giúp bé có được những cái trải nghiệm mà nó khác so với việc ngồi trên ghế nhà trường. Sau cuộc thi này thì con cảm nhận là mình đã chiến thắng được cuộc thi này, và ước mong của con là năm sau sẽ thi tiếp. Dạ, sang năm nhất định con sẽ thi tiếp. Vì đường đua tại Đà Nẵng rất là thích hợp, con rất là thích đua ở Đà Nẵng.